Các bạn thân mến, tờ báo Sina của Trung Quốc đã đánh giá chức vô địch U23 Đông Nam Á của U23 Việt Nam chỉ là sự khởi đầu và đội nhà còn phải nếm đòn đau dài dài trước đối thủ U23 Việt Nam và bóng đá Việt Nam. Việt Nam lại vô địch, chiến thắng trước Trung Quốc chỉ là sự khởi đầu. Hai lần giết Thái Lan, bốn lần thắng liên tiếp phá kỷ lục 17 năm là tựa đề bài báo sáng ngày hôm nay 28 tháng 2 được đăng trên tờ Sina của Trung Quốc. Trong bài báo của mình, tác giả đã nhắc đến bóng đá Việt Nam với thái độ cực kỳ trọng thị, xen lẫn những không ít âu lo cho số phận của bóng đá Trung Quốc ở những lần đối đầu với Việt Nam trong tương lai. Nhắc đến đội tuyển Việt Nam, từng có lúc người hâm mộ Trung Quốc chỉ phải tay, song với chiến thắng ngay vào ngày đầu tiên của năm mới, đội tuyển Trung Quốc đã chính thức gục ngã trước đối thủ này, chấm dứt 62 năm bất bại, thậm chí còn để thua đậm 1-3. Vào thời điểm đó, sự chỉ trích hướng về đội tuyển Trung Quốc là lớn chưa từng có, với những nhận định rằng là các cầu thủ không chịu thi đấu hết mình trên sân. Thậm chí báo giới nước nhà còn thi nhau phân tích việc các cầu thủ có bán độ hay không. Một số người thì cho rằng đó chỉ là trận thắng ăn may của đội tuyển Việt Nam. Có thể một trận thắng không đem lại quá nhiều ý nghĩa, nhưng hãy nhìn vào việc bóng đá Việt Nam lên tiếng sau trận thắng trước Trung Quốc để lo sợ đi là vừa. Việt Nam vừa vô địch giải U23 Đông Nam Á như thế nào? Trong khi các nước tham dự cử đội U23 sang thi đấu, Việt Nam cử đội U21. Suốt giải đấu, rất nhiều cầu thủ Việt Nam dính Covid-19 và phải khẩn cấp thay người. Song thì ngoài dự đoán, lứa cầu thủ trẻ tài năng của Việt Nam đã diệt hổ thành công khi không ngại vào sinh ra tử. Ở vòng đấu bảng, họ khiến Singapore phải tối tăm mặt mũi với chiến thắng 7-0 hoành tráng. Sau đó, dù gặp rất nhiều khó khăn trong trận đối đầu với đại kình địch Thái Lan, song chung cuộc Việt Nam vẫn thắng 1-0 đầy thần kỳ. Ở bán kết, dù chỉ có 2 cầu thủ trên băng ghế dự bị, họ cầm hòa thành công trước Đông Timor suốt 120 phút và vào chung kết bằng chiến thắng 5-3 ở loạt luân lưu cân não. Trên sân khấu lớn của trận chung kết, thêm một lần nữa, họ phải chạm trán với hổ dữ Thái Lan. Đối thủ trong trận với tâm lý là quyết phục thù cho bằng được. Tuy nhiên, với lối chơi thông minh và đầy quyết tâm của U23 Việt Nam, họ đã hạ gục đối thủ này 1-0 để lên ngôi vô địch với mạch 4 trận toàn thắng, phá kỷ lục kéo dài suốt 17 năm của giải đấu này. Xưa nay thì ấn tượng của chúng ta về bóng đá Việt Nam là hình ảnh cửa dưới. Tuy nhiên thì bóng đá Việt Nam bắt đầu nổi như cồn ở châu Á bằng lối chơi tinh tế, phối hợp ăn ý để vươn đến không ít đỉnh cao trong những năm gần đây. Trung Quốc mới giật mình nhận ra là mình đã bị họ qua mặt. Sau chiến thắng trước đội tuyển Trung Quốc, huấn luyện viên của Việt Nam từng phát biểu rằng là ông mong muốn lặp lại điều này thêm nhiều lần nữa. Không ngại bất cứ thách thức nào, rất có thể bóng đá Việt Nam sẽ chuẩn bị thêm có nhiều lần hạ gục Trung Quốc. Giờ đây thì bóng đá Trung Quốc phải chuẩn bị thực sự nghiêm túc mỗi khi phải đối đầu với Việt Nam. Tháng 9 năm nay, đội tuyển U23 Trung Quốc sẽ sang Hàng Châu dự ASEAN. Khi đó, họ sẽ là đối thủ nặng ký với mọi đối thủ và tất nhiên là cả Trung Quốc. Liệu Trung Quốc có lại bị bẽ mặt thêm lần nữa ngay tại sân nhà trước Việt Nam hay không? Tờ báo Sina của Trung Quốc lo lắng về số phận của đội U23 nước nhà sau khi nhìn Việt Nam vô địch thuyết phục giải U23 Đông Nam Á 2022. Các bạn thân mến, vừa đặt chân đến Thái Lan, dường như là ông Garcia, huấn luyện viên trưởng U23 Thái Lan đã không chấp nhận thất bại trước U23 Việt Nam ở giải Đông Nam Á đến 2 lần và dường như ông đã đổ lỗi. Việc phải nhận 2 thất bại liên tiếp trước U23 Việt Nam tại giải Đông Nam Á đã khiến cho ban huấn luyện của U23 Thái Lan gặp những áp lực tới từ dư luận và khu vực. U23 Đông Nam Á 2022 là một giải đấu được lập ra để giúp cho các cầu thủ trẻ trong khu vực Đông Nam Á có thêm những sự cọ sát trước khi bước vào thi đấu tại SEA Games 31. Do đội tuyển Việt Nam và cả Thái Lan đều có một lịch thi đấu dày đặc trong năm nay, nên FAT và VFF, cả hai nước quyết định lần lượt cử đội U21 và U19 tham dự giải đấu tại Campuchia. Dù chỉ mang tới những cầu thủ trẻ, tuy nhiên Việt Nam và Thái Lan vẫn không hề che giấu tham vọng là giành lấy chức vô địch. Cuối cùng thì những học trò của ông Đinh Thế Nam đã là những người xứng đáng hơn khi hạ gục bầy voi chiến trong trận chung kết để có lần đầu tiên lên ngôi vương tại giải U23 Đông Nam Á. Khó lòng chấp nhận thất bại này, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U23 Thái Lan là ông Salvador Garcia đã có những phát biểu của mình trên trang cá nhân. Chúng tôi không thể nâng cao chức vô địch, chúng tôi vẫn rất tự hào về các cầu thủ của mình. Đối đầu với một đối thủ lớn hơn 3 tuổi và đã có lúc rất gần với chiến thắng, dù những trận đấu đều rất khó khăn. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình đề ra, vị chiến lược gia này chia sẻ. Quan điểm của ông Garcia nhận về sự trái chiều của dư luận. Có những ý kiến cho rằng là việc mang lứa U19 tới giải Đông Nam Á hoàn toàn là quyết định của Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Đây khó lòng được chấp nhận như một nguyên nhân khách quan cho thất bại.
Trước khi bước vào giải đấu tại đất Campuchia, trong hai lần đối đầu gần nhất, U23 Thái Lan xịn cũng đều không thể vượt qua được U23 Việt Nam khi nhận về một trận hòa và một trận thua. Thủ môn Việt Kiều tiến gần đến câu lạc bộ V-League. Các bạn thân mến, thủ môn Việt Kiều cân nhắc khả năng trở về Việt Nam thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Bình Định sau khi đội bóng đất võ đặt vấn đề nghiêm túc. Theo thông tin mới nhất từ các sếp lớn của câu lạc bộ Bình Định, thủ thành đẳng cấp châu Âu Phi Đức Nguyễn có khả năng cực cao sẽ về Việt Nam khoác áo đội chủ sân Quy Nhơn trong giai đoạn 2 của V-League 2022. Hiện tại, hai bên đang chuẩn bị hoàn tất những bước cuối cùng để thống nhất hợp đồng chuyển nhượng. Như vậy là cơ hội để cho Phi Đức Nguyễn nhập tịch và được huấn luyện viên Park Seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam gần như là chắc chắn sẽ thành hiện thực. Cũng theo nguồn tin riêng, mới đây nhất, ông Nguyễn Minh, bố của Phi Đức Nguyễn cũng đã có buổi gặp mặt với VFF để họp bàn về câu chuyện của con mình. Trước đó thì ông Minh cũng bất ngờ xuất hiện ở sân Quy Nhơn chiều ngày 25 tháng 2 để dự khán trận đấu giữa Bình Định và Viettel. Theo tìm hiểu thì bố của Phi Đức Nguyễn nhận lời mời của đội bóng đất võ để xem xét đội bóng tương lai của con mình. Lãnh đạo đội bóng đất võ đặt vấn đề rõ ràng và sẵn sàng hỗ trợ Phi Đức Nguyễn làm thủ tục lấy quốc tịch Việt Nam. Phi Đức Nguyễn sẽ trở về Việt Nam vào giữa tháng 5, lúc này anh đang cân nhắc về Bình Định. Người thân của Phi Đức Nguyễn cũng đang có mặt ở Quy Nhơn để tìm hiểu xem nơi ăn chốn ở cho anh và gia đình là như thế nào. Nếu trở lại Việt Nam thi đấu lâu dài, anh sẽ đưa vợ con và cậu con trai về Bình Định sinh sống. Câu lạc bộ Bình Định cũng tỏ ra nhiệt tình với thương vụ bom tấn mang tên Phi Đức Nguyễn. Ở phía ngược lại, gia đình anh cũng trân trọng cơ hội này. Bóng đá Trung Quốc đã mục ruỗng tận gốc, chớ trêu khi Việt Nam đã vượt xa chúng ta. Các bạn thân mến, trong khi Việt Nam có tận 11 câu lạc bộ đạt chuẩn cao nhất của AFC thì Trung Quốc chỉ là con số 6. Trong báo cáo mới nhất, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã công bố danh sách các câu lạc bộ đạt chuẩn tham dự AFC Champions League của các quốc gia. Theo đó thì chỉ có 6 đội bóng tại giải vô địch quốc gia Trung Quốc Chinese Super League được cấp phép tham dự, bao gồm Cảng Thượng Hải, Thân Hoa Thượng Hải, Sơn Đông Thái Sơn, Thâm Quyến, Quảng Châu và Trường Xuân. Nhận xét về bản danh sách này, tờ Sina của Trung Quốc tỏ rõ sự thất vọng. Điều này cho thấy bóng đá Trung Quốc đã mục ruỗng tận gốc rễ vì bị AFC cảnh cáo. Tờ Sina giải thích cho nhận định của mình. Tại sao chúng tôi lại nói như vậy? Sở dĩ là vì trong 5 mùa giải liên tiếp trước đó có 10 câu lạc bộ chuyên nghiệp của Trung Quốc đạt chuẩn AFC. Tuy nhiên, trong năm vừa rồi, rất nhiều đội bóng tại Super League nợ lương cầu thủ và đã buộc phải giải thể. Đỉnh điểm có nhà vô địch năm 2020, câu lạc bộ Giang Tô Tô Ninh. Họ đủ điều kiện tham dự AFC Champions League nhưng đã tuyên bố giải thể và khiến AFC phải bất ngờ. Không thể ngờ rằng là sự phát triển của bóng đá Trung Quốc lại trở nên thật tệ đến vậy. Vì thế hiện nay AFC rất khắt khe trong việc kiểm tra năng lực của các đội bóng ở Trung Quốc để xem là họ có đủ khả năng để dự AFC Champions League hay không. Phía AFC nói rằng một trong những yếu tố quan trọng để xem xét cấp phép đó là liệu câu lạc bộ đó có khả năng phát triển bền vững hay không. Điều này đồng nghĩa rằng AFC đánh giá sự phát triển của bóng đá Trung Quốc hiện tại là rất tệ. Ngay cả một thế lực khổng lồ như Giang Tô Tô Ninh cũng đã phải giải thể, rồi nhà vô địch Trung Quốc 8 lần là Quảng Châu Evergrande, hiện tại là câu lạc bộ Quảng Châu, cũng gặp khó khăn về tài chính. Không có một câu lạc bộ nào của Trung Quốc có thể khiến cho người ta an tâm thực sự. Cuối cùng thì tờ Sina cay đắng khi phải thừa nhận rằng là một số đội đạt chuẩn của Trung Quốc hiện kém xa so với một số quốc gia ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Có một điều khá trớ trêu là ở Đông Nam Á, số lượng câu lạc bộ đạt chuẩn của họ đã vượt qua chúng ta. Việt Nam hiện có đến 11 câu lạc bộ đủ điều kiện, Malaysia có 10 câu lạc bộ, Myanmar có 9 câu lạc bộ, Thái Lan có 8 câu lạc bộ. Và nghĩ xem liệu tình hình kinh tế ở các quốc gia này có bao giờ mạnh bằng Trung Quốc chưa? Điều đó cho thấy bóng đá Trung Quốc đang tự giết chết mình và AFC thì không còn tin tưởng vào chúng ta nữa. Ba đội tuyển tại Đông Nam Á liên minh làm chuyện lớn trước thềm vòng loại Asian Cup. Các bạn thân mến, một số đội tuyển Đông Nam Á đang lên kế hoạch đặc biệt để chuẩn bị cho chiến dịch tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023. Kết quả bốc thăm vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 đã chính thức được lộ diện, tạo ra những bảng đấu hứa hẹn, mang đến sự cạnh tranh kịch tính và hấp dẫn. Đội tuyển Việt Nam là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á có vé vào thẳng vòng chung kết mà không phải đá vòng loại cuối, trong khi những Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Campuchia và Singapore đều phải vượt qua nhiều thử thách. Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho đấu trường châu lục, mới đây một số đội tuyển tại Đông Nam Á đang lên kế hoạch đặc biệt nhằm tập dượt và thi đấu cọ sát. Theo đó, ba đội bóng là Singapore, Malaysia và Philippines đang liên minh tạo ra một giải giao hữu nhỏ.
Theo nguồn tin từ tờ Straits Times, chủ nhà Singapore đã gửi lời mời giao hữu đến hai đội tuyển Malaysia và Philippines sang thi đấu giao hữu thể thức vòng tròn một lượt tại sân vận động quốc gia Singapore, địa điểm tổ chức AFF Cup 2021 vừa qua. Dự kiến thời gian sẽ tổ chức kéo dài từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3. Ba đội bóng này nằm ở ba bảng đấu khác nhau tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2023 và kỳ vọng là giải giao hữu thu nhỏ này sẽ là bước chạy đà quan trọng cho chiến dịch góp mặt ở vòng chung kết giải đấu số 1 tại châu Á. Philippines nằm ở bảng B khá vừa sức, bao gồm các đối thủ là Mông Cổ, Palestine, Yemen. Malaysia gặp nhiều khó khăn hơn với Bahrain, Bangladesh, Turkmenistan ở bảng E. Singapore đối đầu với đại diện khác của Đông Nam Á là Myanmar, bên cạnh Kyrgyzstan và Tajikistan ở bảng F. Vòng loại thứ ba Asian Cup 2023 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 6 năm 2022 với sự tham gia của 24 đội tuyển để cạnh tranh 11 tấm vé cuối cùng tiến vào vòng chung kết tại Trung Quốc vào năm sau. 24 đội sẽ chia thành 6 bảng và thi đấu vòng tròn một lượt. 6 đội nhất bảng cùng 5 đội nhì có thành tích xuất sắc nhất sẽ tiến vào vòng chung kết.